quý vị và các bạn, thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta được thực hiện quyết liệt, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể họ là ai, đã và đang đảm nhiệm chức vụ gì, dù nghỉ hưu hay đang đương nhiệm, từ trung ương đến địa phương. Việc này là để làm trong sạch đảng và hệ thống chính trị. Không ít cán bộ từ cấp trung ương, tỉnh đến huyện xã, nhúng chạm tham nhũng tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất đồng bộ giữa xử lý kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính nhà nước đoàn thể và xử lý hình sự, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ tác hại của tai nạn tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngay từ những ngày đầu mới giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân và chính phủ, là giặc ở trong lòng giặc nội xâm. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chú trọng triển khai, gắn liền với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng suốt hành trình hơn 93 năm qua. Đặc biệt, được đẩy mạnh trong hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, được đảng ta lãnh đạo chỉ đạo kiên quyết, chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và quyết liệt không ngừng, không nghỉ, bài bản, đi vào chiều sâu, giữ quan điểm không có dùng cấm, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không có ngoại lệ, không có đặc quyền. Bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào và được tiến hành sâu rộng từ trung ương đến cơ sở. Đó là việc làm cần thiết tất yếu một xu thế không thể đảo ngược như khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Bởi lẽ tham nhũng tiêu cực là căn bệnh nguy hiểm, là giặc nội xâm, gây bất bình, mất niềm tin trong nhân dân, nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Để phòng và đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, Thời gian qua, Đảng không chỉ ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị, quy định, kết luận liên quan đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng nói riêng, mà còn lãnh đạo chặt chẽ công tác này để nhằm mục tiêu ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng. Quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được thể hiện rất rõ trong văn kiện đại hội 13 của Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí, giữ quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Muốn vậy, cần triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa, cơ chế răng đe để kiểm soát tham nhũng, và yêu cầu phải nâng cao vai trò phát huy tích cực chủ động và phối hợp với mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân, doanh nghiệp, báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng lãng phí. Với những nỗ lực quyết tâm của Đảng và hệ thống chính trị, vai trò trưởng ban của đồng chí Tổng Bí thư từ khi thành lập năm 2013 cho đến nay. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã sâu sát quyết liệt, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua đó khẳng định những kết quả đạt được, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn tiếp theo. Lan tỏa quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. có thể nói rằng phòng chống tiêu cực ngày hôm nay là không có dùng cấm, không ngoại lệ, không trừ một ai, và ta phát hiện rất nhiều vụ tham nhũng tiêu cực lớn mà dính đến một số cán bộ có chức có quyền cao nữa đó và đảng ta thái độ rất kiên quyết à, ta cũng thu hồi được một số tài sản đã mất nhưng quan trọng hơn là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng vượt qua ta tạo ra được một niềm tin mất tiền bạc là mất một phần mất niềm tin mới sợ và chúng ta đã lấy được niềm tin của nhân dân để ủng để củng cố hơn sự ổn định của đất nước chúng ta trong giai đoạn 2012-2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ đảng viên, trong đó có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 29 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo gần 1.000 dự án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 313 dự án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, với sự nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm, nên làm chậm sự phát triển của đất nước không phải mà hoàn toàn ngược lại chính nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân bác bỏ mọi luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, là phe cánh, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng và làm trong sạch đảng bộ máy nhà nước hoàn toàn không phải như vậy, mà chỉ làm chuồn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng tràn và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm thôi năm 2022, thực hiện kết luận của Hội nghị Trung mương năm khóa 13, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố được thành lập, hoạt động tích cực, bất đi tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều cán bộ đương chức hay đã về hưu, nếu có sai phạm đều bị xử lý kỷ luật, thể hiện sự nghiêm minh của đảng, sự thượng tôn pháp luật, góp phần cảnh tỉnh răng đe mạnh mẽ đối với những cán bộ đảng viên có chức có quyền trong hệ thống chính trị. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh khẳng định, việc thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh không chỉ khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh mà còn được xem là cánh tay nói dài của trung ương, thể hiện sự quyết tâm của toàn đảng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời giải quyết một cách kịp thời, mạnh mẽ những hạn chế trong thời gian qua, nhất là việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ cơ quan đơn vị còn ít, các vụ án tham nhũng tiêu cực vẫn còn xảy ra trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng và phức tạp, công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc chưa chặt chẽ, đồng thời giúp cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực liền mạch chặt chẽ thống nhất trên theo hệ thống từ trung ương đến địa phương. Những kết quả đạt được của công tác này những năm qua không chỉ tạo được bước đột phá mà còn góp phần từng bước hình thành cơ chế răng đe để mọi cán bộ đảng viên ở các cơ quan công quyền không giảm tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng phòng chống tham nhũng rồi đưa ra ánh sáng những cái vụ việc tiêu cực những cái vụ việc mà tham ô đó là điều rất cần thiết và phải làm không làm là không được đó đó là cái việc bức thiết đó là sự sống còn của đảng đó là sự tồn tồn vong của dân tộc của đất nước cho nên là cái việc mà phòng chống tham nhũng là cần thiết là phải làm và làm liên tục đó, làm có bài bản làm có căn cứ để cho cái nội bộ đảng trong sạch vững mạnh và cái 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 hiệu quả công tác đảng thì nó càng ngày càng nâng cao toàn dân và đảng ta các đồng chí đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và với sự lãnh đạo của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng tại trên tất cả đất nước ta là làm sao làm sao cho nó ừ, thực sự không còn những cái tiêu cực mà mà ảnh hưởng tới đời sống của, của, người nhân dân và nhân dân rất tin tưởng để tiếp tục phòng chống tham nhũng tiêu cực mỗi cán bộ đảng viên quần chúng phải tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những nội dung cơ bản của nghị quyết trung ương 4 khóa 12 khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ phòng chống tham nhũng tiêu cực nhất là kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, đồng thời tăng cường hiệu lực hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Ban chỉ đạo Trung ương, phát huy giá trò của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có thể nói, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị hiện nay của toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị do đó phải tiến hành đồng bộ với phần châm nhận thức phải chính tư tưởng phải thông quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng dọc ngang thông suốt tránh trên nóng dưới lạnh đầu voi đuôi chuột đánh trống bỏ dùi làm cho dân tin vào đảng và mọi đảng viên xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành của nhân dân chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng của đài phát thanh và truyền hình tây ninh kỳ này đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại